và tâm tư tình cảm. Thằng Việt Anh nó bảo là bảo bà ấy nên cho lên bịch, nhưng mà đẹp nhỉ, đến đúng cái mùa của nó có khác. Ô tổ dở hơi kia. Cái này to thật, nếu không gây em cho lên chậu. Ừ. Gốc này, gốc 42 này. 42 hết được. Hả? Mày đo vanh nhưng mà chia ra 42 hết được. Nè. Đéo cho thước được vào à? Đéo có trừ bì được kiểu kia đâu. Đây là đo trên cổ. 42 hết được. Vanh 16 này. Ừ thì mày không thấy là 15 chia cho 3 nó gần 5 phần còn 3. Bỏ vào đây lấy cái ảnh. Đây là còn đo cách gốc luôn. Đo cổ luôn. Cổ thì thân nó to đều nhau thì. Đúng chưa? 15. 16. Đấy. Mẹ cái gốc nó còn to hơn ý. To đùng ý. Đo cái thoát đi sao nào. Ở quên à? Con này là tại vì không quên bài bán. Quên bài bán. 38. Thoát 38. 37. Đo tán đi sao nào. Kéo từ cái nọ ra, đéo cái kéo được kìa. Tán này. Mét 6 này. Tán mét 6. Tán mét 6 này. Ừ, rồi. Thế là còn mỗi hai cây to ấy của nó. Các bạn mùa này đang đẹp thế nhỉ. Con kia nhìn chung thế thôi nhưng mà. Đấy. Cũng được. Hả? Cũng được nhưng mà. Nói chung là đấy, cái gì mẹ cái hàng kia còn đang giảm ở trong kia chưa thấy của à, quên đấy, hôm nay thứ hai rồi đéo nhắc. Hôm qua này thứ hai thứ ba nhỉ? Thứ ba rồi. Thì để hôm qua này. Đéo nhắc không. Dạ dạ đúng đến mùa của nó. Con Sapa lại cũng to này nhưng mà gốc nó tùm lum. Bạn tán con này thì ối rồi ôi. Còn trên kia nó vẫn phun được đẹp, đẹp hơn. Ừ, cái này kia mới được một nứa này. Nó su. Phải nứa sau. Đây. Con này á. Đi mẹ, nhìn thấy con này nó chả so mấy cái con kia bé à. Mày xem con tay này tán con. Mẹ tán con này cũng phải tầm gần 3 mét không? Anh không nhìn thấy nó nộ gốc kìa. Nó đéo cần nộ gốc, nó cứ bụi to là được. Bụi to thế thì sao mấy kia? Nó chỉ cần bụi to thôi. Anh xem. 24. Đã chán. Bán rẻ quá nhỉ? 24. Bán rẻ quá nhỉ? Đo cái gốc đi. Con này cao đánh lên thì nó rơi vào 1m6, 1m7. Cao tầm này là tầm 5m rưỡi. Đo gốc vành luôn. Tầm gần 10 phân. Đéo đo vành. Thì giờ nó tán nó to. Ngày xưa rồi khỏi rồi nữa. Mấy cái bà ớt ơ vào lại phẹt cho. Úi dồi. Thế nào. Nào đây. Tán con này cũng phải 2 mét mấy ấy. Ít đâu. Giờ lại chơi để vẽ hàng bụi nhỉ? Ờ. Nó bảo tao là cứ tìm cái hàng bụi to này cho nó. Ừ. Chứ còn nó không thích thoát thân thì hôm ấy nó đã ra đây rồi. Cái hàng trên chậu của em. Hàng trên chậu bé hơn thế này nhiều. Mẹ đúng không? Bé hơn. Bé hơn. Tán của nó to đùng. Hàng trên chậu đã nở rực rỡ như này chưa? Nở đây. Tí nữa vào xem. Đéo để ý có mấy ngày mưa. Xong rồi hùng nhiếc các kiểu đang ấy hết cả của Tuấn B. Hùng của David Hùng ấy. Thế mới bảo là ừ thôi cho chúng nó ấy trước đi. Mình đừng nào cũng không hoa hồng cơ mà. Đừng nào mấy hôm nữa nó mới nở. Ai à. Nói chung vào mùa rồi, đẹp rồi. Nhìn trông thích nhỉ, vào mùa phát. Dạo rực tương lai nha. Những con này nó không lấy, nó lấy cái hàng bụi to cơ. Đến mùa khác. Ôi Ngọc Hồng Linh đây. Một thời huy hoàng của nó. Cũng đến mùa khác nhỉ, cái nào cũng đẹp. Ừ.